Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích rừng lớn với tổng diện tích rừng hiện có trên 38.000 ha, trong đó trên 10.600 ha rừng phòng hộ, gần 27.400 ha rừng sản xuất, nên rừng càng giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện. Do vậy, bên cạnh công tác phát triển rừng, thì công tác phòng cháy chữa cháy rừng ngày càng được huyện Bảo Thắng quan tâm đi vào chiều sâu. Mùa khô hanh trước và sau Tết luôn là thời điểm nguy cơ cháy rừng cao. Chính vì vậy đã thành thông lệ, vào thời gian này trong năm, các địa phương trong tỉnh đều tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Mặc dù năm nay thời tiết thuận lợi, nguy cơ cháy rừng không cao, nhưng gia đình ông Đỗ Trường Thành, bà Hoàng Thị Huyền ở thôn Cố Hải, xã Sơn Hải vẫn ưu tiên dành nhiều thời gian công sức phát dọn thực bì, đường băng cản lửa, đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy cho rừng. Ví dụ như có tình huống xảy ra thì mình sẽ kịp thời coi như là bảo hộ ủng, dao xong là đi lên đồi trực tiếp là coi như là cũng phát ven, tức là khi cháy dưới thì mình phải phát xa ra để kịp thời để ngăn chặn ngọn lửa khi cháy đến. Thôn Cố Hải có 106 hộ dân, phần lớn các hộ đều tham gia phát triển rừng với tổng diện tích 60 hecta, trong đó 70% là cây quế, còn lại là hai loại cây mỡ và bồ đề. Nhờ phát triển rừng mà kinh tế các hộ dân đã không ngừng được nâng lên. Số hộ khá giàu chiếm 60%, chỉ còn gần 6% hộ nghèo là những trường hợp bất khả kháng. Nhân dân trong thôn là mỗi một nhà là cũng là một trong những là thành viên bảo vệ rừng. Và hiện nếu ở đâu mà cứ có cháy rừng thì tôi điện báo cho các đoàn thể xong rồi mời gọi cho điện cho nhân dân. Bây giờ thì không phải là đánh trống đánh kẻng ngày xưa nữa, bây giờ có điện thoại thì gọi. Để bảo vệ rừng hiệu quả, từ mùa khô năm 2019, Hạt đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2019-2020, phát huy hiệu quả của ban phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, tổ bảo vệ rừng cấp thôn bản, thường xuyên quan tâm đầu tư bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt việc chi trả tiền khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng cho người dân. Riêng trong mùa khô hanh chúng tôi đặc biệt chú trọng và thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là tuyên truyền lưu động để nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Hướng dẫn cho nhân dân đối với dự báo cấp cháy rừng từ cấp 3, cấp 4, cấp 5 là nghiêm cấm cái việc đốt nương. Dưới cấp 3 thì việc đốt nương sản xuất thì có sự kiểm soát của cơ quan chức năng, đó là hạt kiểm lâm. Thế cho nên là trên địa bàn huyện Bảo Thắng cơ bản trong những năm gần đây về cái tình trạng cháy rừng là không còn xảy ra mà người dân rất ý thức trong lĩnh vực này. Huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là người dân trong công tác quản lý và bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng với nhiều giải pháp có chiều sâu, chính là bài học kinh nghiệm được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai triển khai, qua đó thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng.